Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Anh khoe ảnh xinh đẹp, không ngại nhắc tên tình cũ Huỳnh Anh. Vào thời điểm Huỳnh Anh gây tranh cãi vì việc nhắc đến tình cũ, thực chất Hoàng Anh cũng không ngại nhắc đến nam diễn viên trên trang cá nhân. Tối ngày 8 tháng 9, Huỳnh Anh gây tranh cãi khi đăng ảnh kỷ niệm sự thay đổi của bản thân suốt 15 năm nhưng lại vô tình nhắc về Hoàng Anh trong một chủ đề khiếm nhã. Cụ thể khi một cư dân mạng bình luận khen nam diễn viên chững chạc bản lĩnh theo thời gian, Huỳnh Anh đáp trả, chỉ có ai xài mới biết thôi em, không thấy người yêu của anh đi lấy tay hả? Thái độ của Huỳnh Anh lập tức bị ném đá dữ dội trên mạng xã hội. Đến sáng ngày 9 tháng 9, Huỳnh Anh xóa bài viết và có lời đính chính. Mặc dù vậy, không phải ai cũng thông cảm cho anh sau lời xin lỗi vì đã vô tư gây hiểu lầm. Đáng chú ý, thực chất cũng trong đêm ngày 8 tháng 9, Hoàng Anh đã nhắc về Huỳnh Anh trong bình luận trên trang cá nhân. Trong bài đăng mới với chủ đề tương Huỳnh Anh, Hoàng Anh khoe hình ảnh bản thân kèm dòng trạng thái nhờ cái trend kiếm hình cũ mà mình tìm được tấm này khoảng thời gian mình rất thích ở Hà Nội, mùa thu phố cổ, những người yêu cũ và một cô nàng nửa Hà Nội, nửa Sài Gòn ngây ngô. Dưới phần bình luận, khi có người chọc ghẹo hỏi Hoàng Anh người yêu cũ là ai, nàng Á Hậu thẳng thừng đáp, dạ không ngại gì kể với chị, chỉ có hai chàng NH và Huỳnh Anh. Không chỉ nêu tên, Hoàng Anh còn tát thẳng vào tài khoản của Huỳnh Anh vào bình luận dưới bài. Có thể thấy hành động này ngầm khẳng định mối quan hệ giữa cả hai vẫn tốt đẹp dù đã chia tay. Sau ồn ào của Huỳnh Anh, lên trang cá nhân Hoàng Anh chỉ vui vẻ cập nhật hình ảnh cùng con trai cưng. Hai mẹ con cười rạng rỡ khi đi dạo với vườn hoa nhà và bản thân người đẹp cũng không đề cập đến phát ngôn của người yêu cũ. Hiện tại Hoàng Anh đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc cùng với ông xã ngoại quốc Jacob. Được biết, chỉ sau một năm hẹn hò, cả hai đã quyết định tiến tới hôn nhân vào cuối năm 2019. Đến năm 2020, cặp vợ chồng thông báo tin vui đến người hâm mộ. Trong giai đoạn khi vừa sinh em bé, Hoàng Anh gặp nhiều trắc trở khi ông xã công tác tại nước ngoài, không thể ở cạnh khi con trai chào đời vì tình hình dịch mà cô bé Max chưa thể gặp gỡ anh. Để hoàn thiện hồ sơ cho hai mẹ con được bay sang Singapore đoàn tụ gia đình, Hoàng Anh mất ròng rã 2 tháng. Sau thời gian dài sống ở nước ngoài, người đẹp đã dần thích nghi được cuộc sống. Trên trang cá nhân của mình, nàng Á Hậu thường xuyên khoe những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc. Trong đó, cậu quý tử nhà Hoàng Anh được nhận nhiều lời khen ngợi về ngoại hình lai tay đáng yêu. Hiện tại, sự việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Còn bạn nghĩ sao về chủ đề này? Hãy chia sẻ quan điểm dưới phần bình luận nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.